Điện thoại của Huawei lấy Galaxy S10, lệnh cấm bất ngờ của tổng thống Mỹ Donald Trump trong tuần qua đã khiến Huawei gặp vô vàn khó khăn, khi một loạt đối tác Mỹ của công ty tuyên bố ngừng hợp tác, còn những ai đang sở hữu điện thoại Huawei thì lo lắng cho tương lai thiết bị của họ. Nhân cơ hội này, Samsung quyết định giáng thêm một đòn nữa vào đối thủ đang choáng váng của mình bằng chiến dịch thu mua điện thoại Huawei cũ để đổi sang Galaxy S10. Cụ thể, bất cứ ai sở hữu trong tay một chiếc smartphone của Huawei với nhiều model như P20, P20 Pro Mét 20, Mét 20 Pro, Nova 3i đều có thể mang tới cửa hàng của Samsung để nhận được ưu đãi hấp dẫn khi đổi sang Galaxy S10. Tuy nhiên ưu đãi này hiện chỉ áp dụng cho người dùng tại Singapore. Mức giá thu mua được Samsung đưa ra dành cho Mét 20 Pro là cao nhất với 755 đô la Mỹ, 17,5 triệu. Tiếp đó là P20 Pro với 560 đô la Mỹ, 13 triệu. Đáng chú ý, ngay cả dòng smartphone tầm trung khá thịnh hành như Nova 3i cũng được Samsung đưa vào danh sách của mình. Với giá 300 đô la Mỹ, 6,9 triệu, bên cạnh sản phẩm của Huawei, chính sách thu mua của Samsung còn áp dụng với một số mẫu iPhone của Apple như iPhone X, iPhone 7 Plus, bên cạnh các dòng Galaxy cũ như S8, S8+, S7 Edge. Các nhà phân tích từ Forborn Research và Strategy Analytics tin rằng Huawei sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ các lệnh trừng phạt của Mỹ, với doanh số smartphone dự kiến giảm tới 25% trong năm 2019 và không loại trừ khả năng bị biến mất khỏi thị trường quốc tế